Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời lại giống như chiếc lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Hễ cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa, thưa có. Người liền bảo họ: Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, biết lợi dụng những cái cũ cái mới trong kho của mình. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tôi nghĩ, tôi ngồi tôi tưởng tượng là vì có một thời gian tôi làm việc ở Bình Dương, ở Bún, ở Lai Thiêu, ở những lò gốm. Tôi đã nói với quý ông bà, tôi có thời gian làm sơn mài. Và lò gốm kế bên tôi nhìn thấy thiệt sự người thợ gốm nắng cái bình, cái bát dễ hơn Chúa nắng chúng ta. Là vì cục đất không có tự do. Mình cứ nắng nó lên, mình đừng có sẩy tay làm vỡ hay lố tay làm nó mỏng quá. Vậy thôi. Còn tại con người có tự do để lựa chọn. Và chính vì vậy mà con người tự định đoạt số mạng của mình. Còn cái bình, cái đồ gốm, nó không định đoạt mà do người làm ra nó định đoạt. Mà nếu Chúa xử với chúng ta như những cái bình đó, thì còn gì là con người? Đâu còn là một sinh vật tinh anh, có hồn, có xác. Mình chỉ là một vật dụng thôi sao? Thì có khác với chủ nghĩa Karl Marx Lenin coi mình như một thứ vật dụng. Cho nên không, chúng ta phải có quyền chọn lựa. Và cái bài tin mừng hôm nay, cái câu quan trọng nhất đối với tôi vẫn là ngồi xuống để chọn lựa. Hạnh phúc không chỉ giống như cái lưới mà Đường mới nói, kéo đầy, không phải vấn đề kéo đầy, mà vấn đề lựa được cái gì tốt, xấu trong cái mẻ lưới đó. Và Chúa kết luận bằng biết dùng những cái gì trong kho của mình. Hạnh phúc nằm ở chỗ ngồi chọn lựa. Như vậy, nếu mình lựa cá sấu, rác rưởi, thì mình đem về mình ăn thứ đó thôi. Chắc cũng chẳng bán được cho ai. Ấy thế mà cuộc đời mình, có khi mình lựa những cái xấu, thật là chua chót. Sáng nay có người nhà của ông Domenico Nguyễn Văn Phòng đến hỏi với tôi về trên đường đi nhận tro cốt của ông quả thiêu hôm sáng thứ hai, hôm nay là thứ năm. Thì trên Pinaru họ kêu lên lấy. Rồi tuần trước ông Phaolô Nguyễn Văn Vi thì an táng, tức là hạ huyệt. Cả hai ông đi, cả hai ông đều họ Nguyễn, lót chữ Văn, một ông Văn Vi, một ông Văn Phòng. Nhưng cả hai đều có con đường đi riêng, ngay cách chết cũng riêng, tuổi cũng riêng. Một người thì an táng, một người hỏa táng. Không ai cùng đi với họ sang thế giới bên kia. Rõ ràng, người vợ của ông Vi có thương ông mấy
cũng không đi theo được. Họ đến nguyệt rồi trở về, họ đến nơi hỏa táng rồi trở về. Ở trong này tôi biết có lần đã nghe cô Song hát bài Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Một thời tôi rất thích hai nhạc sĩ du ca là Nguyễn Đức Quang và Trịnh Công Sơn. Tôi không bàn về thái độ chính trị của ông, nhưng dù sao ông cũng đi rồi. Một cõi đi về, bài sáng tác của ông, mỗi người có một cõi đi về, ông đã đi về. Đã có lần ông bảo đời như cánh vạc bay, nghe thật hay, thật nên thơ. Cánh vạc bay ngang trời vào buổi chiều, có thể đó là con vạc lẻ bóng, cũng có thể nó có cặp, có đôi hay có đội. Người nào nhìn bóng nó bay, chỉ thấy nó như nói với chính mình rằng mình cũng có một lối đi về riêng biệt. Và chắc chắn tôi, ông, bà, mỗi người có một lối đi riêng. Hay thật, thử nghĩ vợ chồng yêu thương nhau như cánh vạc vậy, bay chung, mà họ cũng không chết thay cho nhau được. Rồi mỗi người có một cõi riêng để đi về. Nhưng mà cái điều tôi thích là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại có một bài hát mỗi ngày tôi chọn cho mình một niềm vui. Ông nhấn mạnh chữ chọn, chọn lấy niềm vui để mà sống, đấy là một chọn lựa. Làm cuộc đời linh mục 13 năm mấy, tôi nghe có những tâm hồn than thở đời không vui. Họ không có niềm vui không phải vì đời không có niềm vui, nhưng vì họ không muốn chọn niềm vui. Họ giữ mãi những hận thù, những ganh tị, những hiểu lầm, hoặc là có đó họ không chọn, hoặc là họ chưa chịu chọn niềm vui. Có người nói tôi sẽ không tha thứ cho người đó nếu họ không đích thân đến xin lỗi. Đó là họ chọn cho họ lối đi. Cánh vạc trong đời của họ có còn đập cánh một cách êm nhẹ không? Hay là mỗi lần nghĩ tới như vậy là vẫn đập phanh phạch một cách quằn quại đau thương? Không tha thứ, trời vẫn xanh, mặt trời vẫn mọc, mưa vẫn rơi, mây vẫn đẹp, cánh hoa vẫn nở. Nhưng cái lối mình chọn là không tha, thì ai buồn? Đời vẫn vui, mình chọn lối đi buồn. Cho nên mỗi ngày chọn một niềm vui cho riêng mình. Và không ai chọn giùm mình đâu, cũng chẳng ai chọn hộ cho mình rồi bắt mình phải làm. Đúng, mỗi người chọn một niềm vui. Và cuối ngày nên ngồi nghĩ lại từ sáng đến giờ. Đến giờ này là khoảng 6 giờ 45 hơn một chút. Từ sáng đến giờ tôi có những con cá nào tốt để ngày mai tôi giữ lại, còn con nào xấu tôi có can đảm để loại nó ra, vứt nó đi. Nếu mình không làm thì sẽ dồn lại cả đời. Cho nên rõ ràng mình nhìn chung quanh đi rồi sẽ thấy đời vẫn tiếp diễn. Nhưng lối đi của mình do mình chọn, thưa quý ông bà. Mình vấn đề là có giờ để ngồi chọn hay không. Nhiều người nói không cần đó, không cần chọn đó, cái gì tới rồi sẽ tới. Đúng, cái gì tới nó vẫn tiếp diễn, bánh xe lịch sử vẫn quay. Nhưng cái tích lũy trong cái mẻ lưới của mình là do mình, có vậy thôi. Cho nên ai muốn lý luận sao cũng được, nhưng cái người mà khôn ngoan theo như bài Tin Mừng hôm nay là có giờ để ngồi lựa. Có người nói tôi không có giờ, như vậy mãi mê đi kéo cá, kéo đầy đến nỗi lưới gần rách, nhưng không biết trong đó có đủ thứ giày dép rác rưởi nữa.
Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, có những thứ nặng nề do chúng ta chọn, có những thứ buồn phiền do chúng ta cố tình giữ, có những hận thù do chúng ta nuôi. Cho nên đừng đổ lỗi cho ai, đừng. Cái giọng ca của Trịnh Công Sơn để lại trong đời, sau khi ông tìm một cõi riêng đi về, tôi vẫn nghe thoang thoảng cái lời ông nói với trần gian: mỗi ngày tôi chọn cho mình một niềm vui. Niềm vui nào? Của nhạc cố nhạc sĩ mình biết. Nhưng người Kitô hữu chọn niềm vui nào? Có thể niềm vui của thể xác được thỏa mãn, hay một niềm vui được sống trong ân tình, tình yêu thương của những người thân thương của mình, và nhất là tình yêu thương của Đấng đã sinh ra mình. Những tiếng ca hạnh phúc, dù là tiếng ca một mình thôi, nó cũng bay vào vũ trụ. Một người chọn cho mình một niềm vui, khi tiếp xúc với người đó, mình cảm thấy ngay. Không phải chỉ riêng lẻ một tiếng rồi không có giá trị gì. Còn những người chọn cho mình những gì rất tiêu cực, mình tiếp xúc với họ một hai lần là mình nhận ra ngay. Cho nên con đường chúng ta đi nó không lạ. Nó lạ không? Tại vì chúng ta không có giờ để ngồi để xem hôm nay đi tới khúc quanh này có đúng không, rẽ đường kia có đúng không. Có vậy thôi. Cho nên bài Tin Mừng nhắc chúng ta mỗi ngày chúng ta kéo đúng thứ lên. Chúng ta làm bao nhiêu việc, đọc bao nhiêu kinh, nhận bao nhiêu bí tích ân phúc của Chúa, và nhận cả thân thể của Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta lựa cái gì là do mình. Và không bao giờ có thể nói như thế thì tôi lỡ sao mà. Làm sao lỡ được khi mỗi ngày mình chọn hoặc mình không chọn. Mình để tới đâu hay tới đó là cũng có thái độ đó. Mình có thái độ không chọn. Cho nên không thể đổ lỗi rằng tôi lỡ xa quả ngục, xa là rớt rồi. Không, không thể nói vậy được. Không thể đổ lỗi cho ai được. Mỗi người có một con đường đi riêng do chính mình chọn.